Cô xin chào các con. Mở đầu chủ điểm sông biển, tiết tập đọc hôm nay, các con sẽ học một bài tập đọc có tên là Sơn Tinh, Thủy Tinh, sách tiếng Việt lớp 2 trang 60. Các con hãy đoán xem tranh sau, ai là Sơn Tinh và ai là Thủy Tinh nào? À, các con thấy, trong tranh đây là Sơn Tinh, còn đây là Thủy Tinh. Thế, hai nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh là hai nhân vật như thế nào trong câu chuyện? Và cuộc chiến của họ ra sao? Cô cùng các con tìm hiểu qua bài đọc hôm nay nhé. Cô mời các con mở sách giáo khoa và lắng nghe cô đọc. Sơn Tinh, Thủy Tinh. Hùng Vương thứ 18 có một người con gái đẹp tuyệt trần, tên là Mỹ Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi. Một hôm, có hai chàng trai đến cầu hôn công chúa. Một người là Sơn Tinh, chúa miền non cao, còn người kia là Thủy Tinh, vua vùng nước thẳm. Hùng Vương chưa biết chọn ai, bèn nói: "Ngày mai, ai đem lễ vật đến trước thì được lấy Mỹ Nương. Hãy đem đủ 100 ván cơm nếp, 200 nẹp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao." Hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và được đón dâu về. Thủy Tinh đến sau, không lấy được Mỹ Nương, đùng đùng tức giận, cho quân đuổi đánh Sơn Tinh. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước lên cuồn cuộn, nhà cửa, ruộng đồng chìm trong biển nước. Sơn Tinh hóa phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi chặn dòng nước lũ. Thủy Tinh dâng nước lên cao bao nhiêu, Sơn Tinh lại nâng đồi núi lên cao bấy nhiêu. Cuối cùng, Thủy Tinh đuối sức, đành phải rút lui. Từ đó, năm nào Thủy Tinh cũng dâng nước đánh Sơn Tinh, gây lũ lụt khắp nơi, nhưng lần nào Thủy Tinh cũng chịu thua. Theo truyện cổ Việt Nam. À, như vậy các con thấy, trong bài đọc trên gồm có 3 đoạn tương ứng với 1, 2, 3 trong sách giáo khoa. Và để giúp các con đọc đúng hơn, cô mời các con cùng lắng nghe cô hướng dẫn đọc các tiếng, từ có âm vần dễ lẫn sau đây nhé. À, từ thứ nhất là từ tuyệt trần. Lưu ý cho cô âm đầu là âm tr ở tiếng trần và mình ân có âm cuối n. Tuyệt trần. Lễ vật, lưu ý cho cô vần ất ở tiếng vật có âm cuối tờ và lên giọng ở tiếng lễ. Lễ vật. Cuồn cuộn là có con lưu ý cho cô vần uôn có âm đôi uô và âm cuối n. Cuồn cuộn. Rút lui. Ở đây khi phát âm các con lưu ý cho cô âm đầu R và vần út có âm cuối tờ. Rút, lui. À, cô mời các con lắng nghe cô đọc lại 4 từ sau và các con đọc thầm theo cô nhé. Tuyệt trần, lễ vật, cuồn cuộn, rút, lui. Bên cạnh việc đọc đúng, các con còn lưu ý về cách ngắt nghỉ hơi trong câu để giúp đọc tốt hơn, hay hơn nhé. Thế khi đọc câu ở đoạn 1 thì ngoài ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy và cuối câu dấu chấm, các con còn ngắt nghỉ hơi sau tiếng nào nữa? Cô mời các con lắng nghe cô đọc và cho cô biết nhé. Hùng Vương thứ 18 có một người con gái đẹp tuyệt trần tên là Mỹ Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi. À, các con thấy trong hai câu trên thì chúng ta sẽ ngắt nghỉ hơi sau tiếng tám và sau tiếng chúa và nhấn giọng từ đẹp tuyệt trần và từ tài giỏi. Cô mời các con lắng nghe cô đọc lại. Hùng Vương thứ 18 có một người con gái đẹp tuyệt trần tên là Mỹ Nương. Nhà vua muốn kén cho công chúa một người chồng tài giỏi. Thế ở đoạn 2,
Khi đọc lời của vua Hùng thì chúng ta đọc với vẻ là dõng dạc. Cô mời các con lắng nghe cô đọc. Và chúng ta sẽ ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy và cuối câu dấu chấm. Hãy đem đủ 100 ván cơm nếp, 200 nẹp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Và các con cũng lưu ý cho cô nhấn giọng các từ được in đậm. Cô mời các con lắng nghe cô đọc lại. Hãy đem đủ 100 ván cơm nếp, 200 nẹp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Ở đoạn 3, các con hãy lắng nghe cô đọc và cho cô biết chúng ta sẽ ngắt nghỉ hơi sau tiếng nào nhé. Từ đó, năm nào thủy tinh cũng dâng nước đánh sơn tinh, gây lũ lụt khắp nơi, nhưng lần nào thủy tinh cũng chịu thua. Thế ngoài ngắt nghỉ hơi sau dấu phẩy, thì chúng ta còn ngắt nghỉ hơi sau tiếng nơi và nhấn giọng từ dâng nước, lũ lụt và từ chịu thua. Cô mời các con lắng nghe cô đọc lại. Từ đó, năm nào thủy tinh cũng dâng nước đánh sơn tinh, gây lũ lụt khắp nơi, nhưng lần nào thủy tinh cũng chịu thua. Như vậy vừa rồi, cô đã hướng dẫn các con cách ngắt nghỉ hơi sau câu dài trong các đoạn văn trên. Cô mời các con cùng cô tìm hiểu nghĩa của một số từ trong bài nhé. Từ thứ nhất là từ cầu hôn, có nghĩa là xin lấy người con gái làm vợ. Lễ vật tức là đồ vật để biếu, tặng hoặc cúng. Ván là tấm gỗ phẳng và mỏng để bày thức ăn lên. Nẹp hay còn gọi là đẹp là đồ đan bằng tre nứa để đựng thức ăn. Cô sơ giới thiệu với con đây là hình cái nẹp dùng để đựng thức ăn. Từ tiếp theo là từ ngà, tức là răng của voi mọc dài, chìa ra ngoài miệng. Cô xin giới thiệu với con, đây là hình ngà voi. Đây. Các con biết, ngà voi được dùng làm nguyên liệu để sản xuất ra những cái trang sức rất là có giá trị. Và hiện nay, mọi người đều đang bảo vệ loài vật quý hiếm này, tránh bị săn bắt lấy ngà voi. Các con biết chưa nào? Cựa, tức là móng nhọn ở phía sau chân gà trống. Cô xin giới thiệu với con, hình ảnh đây là cựa của chú gà trống. Hồng mao hay còn gọi là bờm ngựa. Cô xin giới thiệu đây, hình ảnh đây là bờm ngựa, tức là đám lông dài ở trên cổ, trên gáy của ngựa. Như vậy các con thấy, câu chuyện trên giải thích hiện tượng lũ lụt xảy ra ở nước ta hàng năm. Và nhân vật sơn tinh là hình ảnh đại diện cho nhân dân ta. Còn nhân vật thủy tinh là hình ảnh đại diện cho hiện tượng thiên nhiên như mưa, bão, lũ lụt. Với chiến thắng của sơn tinh trước thủy tinh, cho thấy ý chí kiên cường của nhân dân ta trong việc đắp đê phòng chống lũ lụt. Vậy chúng ta cần làm gì để phòng chống lũ lụt? Cô thấy rằng mọi người chúng ta cần phải biết bảo vệ rừng bằng cách là không chặt phá rừng, mà phải tham gia trồng cây gây rừng để giúp cho môi trường luôn trong sạch và chống sạt lở đất. Và chúng ta cũng không nên xả rác để giữ bảo vệ môi trường luôn trong sạch. Các con nhớ nhé. Các con hãy đọc lại bài đọc, trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa và làm phiếu bài tập giúp cô nhé. Tiết học hôm nay hết rồi. Cô xin chào tất cả các con. Hẹn gặp lại các con ở tiết tập đọc sau.